không chỉ gây thời tiết xấu trên biển, quá trình mạnh lên và tiến gần hơn về phía các vùng biển của nước ta cũng khiến cho thời tiết các tỉnh phía Nam chuyển xấu hơn do mây ẩm được gió mùa Tây Nam thổi lên và hút về phía tâm bão. Dự báo trong ngày hôm nay cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mây nhiều hơn và có mưa khá sớm, một số nơi sẽ có mưa luôn ngay từ sáng, còn đa số là mưa về chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Còn về nền nhiệt do mưa đến sớm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam đều không cao. Ở Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 28 độ, ở Nam Bộ ngưỡng nhiệt hầu hết là từ 30 đến 33 độ.